Xin chào các bạn đến với khóa ôn tập CH miễn phí của Septec 365. Mình tên là Hoàng Cao Chí. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn ôn tập module thứ 6, đó là Trojans và Backdoors. Bây giờ mình sẽ bước vào phần lý thuyết. Trước tiên mình sẽ nói về những loại Trojan. Trojan có những loại nào? Thì có khoảng 15 loại Trojan khác nhau trên nền tảng Internet. Thì những Trojan đó được biết đến như sau: thứ nhất là RAD, thứ hai là VNC, thứ ba là HTTP, thứ tư là IRC, dạng thứ năm là Command Shell, dạng thứ sáu là dạng Trojan dùng để phá hoại Destruction, dạng thứ bảy là dạng Botnet dùng để tiến hành các cuộc DDoS, dạng thứ tám là dạng Proxy, dạng thứ chín là dạng Email, dạng thứ mười là dạng FTP, dạng thứ 11 là dạng có giao diện người dùng GUI, dạng thứ 12 là dạng spam, dạng thứ 13 là dạng Trojan dùng để deface giao diện, dạng thứ 14 là dạng mobile dùng trên các thiết bị di động, dùng để lây lan trên các thiết bị di động, và dạng thứ 15 là dạng Trojan ở dạng tài liệu, kiểu tài liệu documents. Vậy mình sẽ nói về vấn đề tiếp theo, đó là cách Trojan lây nhiễm. Thông thường thì có 8 cách để Trojan lây nhiễm vào hệ thống máy tính của chúng ta cũng như hệ thống máy tính của các doanh nghiệp. Thứ nhất là lây nhiễm qua môi trường Internet. Thứ hai là lây nhiễm theo dạng IRC. Thứ ba là lây nhiễm theo môi trường vật lý, nghĩa là lây lan qua từ máy tính này qua máy tính khác thông qua USB hoặc là thông qua dây cáp, hoặc là thông qua việc chia sẻ kết nối dữ liệu giữa các phần cứng. Thứ tư là lây lan qua trình duyệt. Thứ năm là lây lan qua những cái chương trình máy tính giả mạo. Thứ sáu là lây lan theo đường file đính kèm trên các email hoặc là trong các tập tài liệu. Thứ bảy là trong các phần mềm miễn phí. Trong các phần mềm miễn phí thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều Trojan, cho nên đừng thấy cái gì miễn phí mà cứ nhảy vào. Cuối cùng là lây lan qua trong các trò chơi. Trong các trò chơi thì thường có rất nhiều Trojan. Tất nhiên là chỉ là những trò chơi không rõ nguồn gốc mới có Trojan mà thôi. Cuối cùng mình sẽ nói về cách phòng ngừa Trojan. Cái phòng ngừa Trojan thì chúng ta, cách hữu hiệu nhất hiện tại bây giờ là sử dụng các antivirus, các anti Trojan software. Cách thêm kèm theo đó, chúng ta có thể lọc các cổng, xem kỹ các định dạng email đính kèm, và cuối cùng là kiểm tra xem coi có bất cứ dấu hiệu nào bất thường đang chạy trên hệ thống của chúng ta hay không. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi vào phần làm lab của module thứ 6. Sao
You got